Giống như mọi năm, Sukhothai, cố lô cũ của Thái Lan và là nơi khởi nguồn của lễ hội đèn hoa đăng trên sông Loi Krathong sẽ là địa phương mở màn cho tuần lễ này. Theo thị trưởng Sukhothai Suchat Thigasuk, các hoạt động chính của lễ hội sẽ được địa phương này tổ chức tại công viên lịch sử Sukhothai. Lễ hội sẽ bắt đầu với các hoạt động tôn giáo nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với các vị vua cổ đại của vương quốc Sukhothai và màn biểu diễn múa truyền thống do hàng trăm vũ công thực hiện. Màn bắn pháo hoa cũng là nét đặc sắc và rất được mong chờ của lễ hội, ánh sáng được rỡ quả pháo hoa kết hợp ánh sáng lung linh của hàng trăm đèn hoa đăng thả dọc trên sông và các hồ lớn sẽ tạo nên những ấn tượng mạnh đối với du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, lễ hội năm nay còn bao gồm hoạt động bày bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ nổi tiếng của địa phương, cuộc thi trang trí đèn hoa đăng và biểu diễn văn nghệ. Sau sự kiện khai màn tại tỉnh Surat Thai, lễ hội Loi Krathong sẽ được tổ chức tại hầu khắp các tỉnh thành ở Thái Lan, trong đó. Tổng cục Du lịch Thái Lan sẽ tổ chức lễ hội với quy mô lớn tại 5 điểm đến du lịch gồm thủ đô Bangkok và các tỉnh Chiang Mai, Tắc, Samut Songkhram và Roet từ nay cho đến ngày 27 tháng 11.